Xin kính chào mọi người. Thì hiện tại Giang đang ngồi trong một căn hộ rất là rộng luôn. Bây giờ Giang sẽ chia sẻ căn hộ này đến cho mọi người, một căn hộ view sông cực kỳ là đẹp. Xin mời mọi người. Đó. Thì cái căn hộ này là của người chị của Giang ha, tại chung cư Sky 89. Căn này là thiết kế 113 mét vuông, thiết kế 3 phòng ngủ. Nhưng mà khi chị của Giang sở hữu á thì cái phòng ngủ ở đây nè là chị mở rộng luôn, là sẽ tạo một không gian phòng khách vô cùng là rộng và thoáng. Khi mà mình ở trong cái căn hộ này, mình sẽ cảm nhận giống như là mình ở ngay dưới một cái căn nhà phố ở tầng trệt với một không gian mở rộng vô cùng. Mọi người quay xem gian ha. Đó. Thì ở đây thì có một cái bộ bàn ăn luôn ha. Đó, đặt bộ bàn ăn cực kỳ rộng đúng không ạ? Đây là nhà bếp, khu vực nhà bếp. Đó. Thì chị của Giang á là cái phòng master, thì đây là khu vực của phòng master, là cái phòng số 1. Đáng lẽ không gian này là không gian của phòng số 2 nè mọi người, mà chị ấy là mở rộng ra luôn, tạo không gian thoáng giữa phòng khách ra, tạo thành một cái phòng để mình đặt cái bộ bàn ghế sofa cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đó. Đó. Với một cái tầm view rộng mở vô cùng ha. Thì anh chị có thể mở ra để mình có thể mình trải nghiệm cái view của cung đường Đào Chí, view ven sông ha. View ven sông cực kỳ là đẹp luôn đó mọi người. Cửa này Giang cũng chưa biết sử dụng nữa. Với một tầm view cực kỳ rộng mọi người thấy ha, view trực diện ra sông Sài Gòn. Thì chị của Giang là nhà thiết kế Ly Lam, thì chị ấy là nhà thiết kế nên cái phong cách trong cái căn hộ của chị là mang phong cách xu hướng thiết kế thời trang ha. Rồi thì khi mà tại vì chị ấy có nhu cầu là muốn sang nhượng lại cho những anh chị nào muốn sở hữu một cái căn hộ với không gian mở, không gian đặc biệt ha, view trực diện xuống sông Sài Gòn cực kỳ là đẹp. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại đây là lúc 5 giờ rưỡi mọi người nhé. Đó. Thì không gian này chị ấy trồng thêm một vườn cây cho mọi người nè. Đó. Rất là tạo sinh khí, gọi là hòa quyện với thiên nhiên. Rồi, ở đây thì chị ấy đặt nguyên cái bộ ghế đây cho mọi người trải nghiệm. Mình khu vực này để mọi người buổi sáng mình đọc sách, rồi mình sẽ đón nhận được ánh bình minh buổi sáng. Thì cái hướng này là hướng đông mọi người nhé, hướng đông đó, đón nhận bình minh ánh mặt trời nè, rồi không khí từ phía bên kia tỉnh Đồng Nai, một cái mảng xanh gọi là xanh rờn bao la luôn, nó sẽ đưa cái lượng oxy rất là nhiều vào trong chính căn hộ chúng ta, và căn hộ rất là mát mọi người thấy không, khi mở cửa nó đối lưu gió cực kỳ là mát luôn mọi người. Rồi Giang sẽ mời mọi người vào cái phòng ngủ chính của dì ấy ha. Đây là không gian phòng ngủ chính, phòng master. Thì phòng master thì chị Lam chị thiết kế nó sẽ biến tấu hơn so với cái căn mẫu của chủ đầu tư An Gia, chỉ tạo một không gian mở luôn, không gian mở từ rộng luôn. Thì trước đây chủ đầu tư An Gia thiết kế cái tủ ở đây, thì chị ấy để cái hệ thống tủ sát tường, nó sẽ tạo không gian cho cái phòng ngủ mình rất là rộng, và chị ấy đặt một cái bộ bàn làm việc tại đây luôn, ngay chỗ đầu giường luôn mọi người nhé. Rồi. Và tại phòng ngủ chính này thì view cũng trực diện ra phía sông Sài Gòn luôn, cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Chỉ cần mở cửa là gió sẽ lùa vào và cực kỳ là mát ha. Và cửa chúng ta là cửa hai cánh. Thì cửa hai cánh này thì nó sẽ tạo cái đối lưu gió và cái lượng oxy vào cái căn phòng ngủ chính của chúng ta rất là nhiều. Khi mà sở hữu, anh chị sở hữu cái căn hộ này á thì anh chị sẽ không lo, không cần sử dụng máy lạnh luôn. Nếu như anh chị nào không thích sử dụng máy lạnh thì có thể là sự chọn cái căn như vậy rất là phù hợp luôn nè. Ban đêm cực kỳ là mát, thậm chí là có thể là lạnh luôn á. Thì lạnh thì anh chị có thể khép cái cửa lại một tí. Và hệ thống cửa này là hệ thống cửa của Euro Window. Đây là cửa cách âm ha anh chị. Cửa cách âm cực kỳ là tốt luôn. Khi mình mở ra thì mình sẽ nghe được những cái âm thanh ở bên ngoài rất là rõ luôn. Khi mình đóng lại thì những âm thanh đó sẽ biến mất hoàn toàn luôn đó anh chị khách hàng.
Rồi Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển sang phía bên ngoài không gian phòng khách. Giang chia sẻ về khu vực bếp ha. Thì đây là không gian khu vực bếp. Thì cái tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư An Gia thì đây là cái hệ thống tủ bếp thương hiệu Hubler và gỗ cách ta của An Cường. Thì ở trên cái hệ thống tủ bếp này, chủ đầu tư họ bàn giao cho mình cái bếp Hubler 3 vùng nấu, máy hút mùi Hubler. Rồi đây là hệ thống tủ gỗ cách ta của An Cường. Đó, gỗ cách ta của An Cường mọi người nhé. Đây, mặt đá này thì chủ đầu tư An Gia thiết kế cho mình một cái mặt đá liền luôn mọi người, không có vùng nối, thì giúp cho cái việc vệ sinh nó rất là dễ dàng ha. Rồi Giang xin mời thêm một cái phòng ngủ còn lại của cái căn này. Trước đây thì căn này là căn 3 phòng ngủ, bây giờ là 2 phòng ngủ. Thì cái phòng này thì chị Lam dùng để mình chứa những cái vật dụng thôi. Phòng này là phòng nhỏ, thì chị ở mình nên chị làm cái khu vực phòng này là một cái nhà kho luôn. Và đây là không gian của khu vực lô gia mọi người nhé. Nếu mà mình mở luôn cái lô gia này thì cái phòng này cực kỳ là mát luôn, là thoáng hết trơn tất cả các mặt ha. Bốn mặt của mình đều dường như là 1 2 3 4 mặt là đều view ra phía bên ngoài, giống như nói chung là Giang cảm nhận khi mà chị nhận cái căn này mà chị mở luôn cái không gian này rất là tuyệt vời luôn mọi người, tuyệt vời ha, không gian tuyệt vời. Rồi nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay một căn hộ 113 mét vuông với một thiết kế mới do chị Ly Lam chị tạo ra, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Sản phẩm này được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và xây dựng là tập đoàn Ricom anh chị khách hàng nhé. Và quản lý vận hành tại chung cư Sky 89 này hiện tại là CBA, là một trong những đơn vị quản lý hàng đầu của Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ này để mình tham quan thực tế, và anh chị quyết định mua ngay thì anh chị có thể liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ mời anh chị đến tham quan thực tế căn hộ và những cái tiện ích tại Sky 89. Và kế bên cái video này Giang có một cái đường link của cái video tiện ích tại chung cư K89 này, anh chị có thể nhấp vào đây để mình tìm hiểu thêm những cái tiện ích của K89 anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ số 9 view trực diện sông và là căn gốc 113 m2 tại chung cư K89. Xin chào anh chị khách hàng.